suy rộng lại. Tích phân suy rộng loại 2 này. Cho hàm F xác định trên khoảng MAB. A được gọi là cực điểm của F. Nếu lim Fx khi x dần đến A cộng, bằng dương vô cực hoặc âm vô cực. B là cực điểm của F. Nếu lim Fx khi x dần đến B trừ, bằng dương vô cực hoặc âm vô cực. Nếu hàm F xác định trên khoảng đường MAB có cực điểm là B, thì tích phân từ A đến B và Fx dx là tích phân suy rộng của hàm F trên khoảng đường MAB và nó bằng lim của tích phân từ A đến C Fx dx khi C dần đến B trừ. Nếu cực điểm là B này, thì ta thay cái B này bằng C, trong đó C rất gần B và C nhỏ hơn B, là giới hạn này. Còn nếu cực điểm là A, thì tích phân suy rộng từ A đến B của f(x) dx sẽ bằng lim của tích phân từ C đến B f(x) dx khi C dần đến A cộng. Nếu cực điểm là một cái điểm x0 nằm trong khoảng MAB, thì tích phân từ A đến B của f(x) dx cũng là tích phân suy rộng. Người ta tách thành hai cái tích phân dạng này. Nếu F liên tục trên đoạn AB trừ tại các cực điểm của nó, thì chúng ta cũng dùng cách tính tương tự như là đối với công thức Newton-Leibniz, tức là mình cũng lấy nguyên hàm thế cận. Nhưng nếu là tích phân xác định thì chỗ này sẽ là FB trừ FA. Còn đây là tích phân suy rộng thì ta viết lim của FX khi x dần đến B trừ nếu cực điểm là B. Còn nếu cực điểm là A thì ta không viết FA mà viết lim của Fx khi x dần đến A cộng. Ví dụ tính các tích phân suy rộng này. Thì ở tích phân thứ nhất này, cực điểm là x bằng 1. Chúng ta sẽ thay cái 1 này bằng cái C và tìm lim của tích phân từ 0 đến C khi C dần đến 1 trừ. Cận trên này, thì ta lấy C này rất gần 1 và nhỏ hơn 1. Cho nên ta viết lim khi C dần đến 1 trừ. Còn khi ở đây cực điểm là cận dưới này, trừ 1. Thì ta sẽ, nếu mà dùng định nghĩa, ta sẽ xét tích phân từ C đến 0 khi C dần đến trừ 1 cộng. Tìm cái giới hạn đó. Hoặc là chúng ta không dùng định nghĩa, thì ta dùng nhận xét về cách tính đấy. Đáng lẽ nếu là tích phân xác định thì là arc sin 0 trừ đi arc sin trừ 1. Nhưng vì trừ 1 là cực điểm, cho nên ta không viết arc sin trừ 1 mà ta viết lim của arc sin x khi x dần đến trừ 1 cộng. Đây là trường hợp cực điểm ở cả cận dưới và cận trên. Thì chúng ta tách cái này ra thành hai tích phân. Và chúng ta làm ví dụ này. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng sau. Tích phân từ A đến B dx trên x trừ A mũ alpha. Alpha lớn hơn 0. À, ví dụ trên hôm trước đã chữa chưa các bạn? Chưa. Nhưng mà đưa ra đề bài nhưng mà chưa chữa đúng không? Vâng. À, thôi, ta làm lại. Chậm chậm hơn. Các bạn làm
Đây, tính cách tích phân siêu rộng này. Câu A này. Tính này. Tích phân từ 0 đến 1. Dx trên căn bậc 21 trừ x bình này. E âm 1 đến 0 dx trên căn bậc 21 trừ x bình. C tích phân trừ 1 đến 1 dx trên căn bậc 21 trừ x bình. Ở câu A này. Câu A này cực điểm là gì? Một ạ. Một ạ. Cực điểm là x bằng 1. Vì sao? Một. Vì sao cực điểm là x bằng Cái 1? link của nó tại một thì nếu tiến tới cuối cùng thì suy ra cực điểm của nó tại một. X bằng 1 này. Đầu tiên là Ừ. trong cái khoảng từ 0 đến 1 này ấy, thì f không xác định tại 1. Không xác định tại 1. Nhưng mà chúng ta xét lim của 1 trên căn bậc 21 trừ x bình khi x dần đến đâu các bạn? Một trừ 1 trừ, tức là gần 1 nhưng mà nhỏ hơn 1. Thì cái 1 trừ x bình này dần đến 0 cộng, căn dần đến 0 cộng, 1 trên căn dần đến dương của cực. Thế bây giờ ta sẽ dùng định nghĩa. Định nghĩa này. Tích phân từ 0 đến 1 dx trên căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương nhé. Theo định nghĩa thì bằng gì nào? lim Cái số 1 này mình sẽ thay bằng cái C. Dx trên căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Ta sẽ thay bằng cái C. Trong đó C rất gần 1 mà bé hơn 1. Tức là lim, ta xét lim. Lim x là C xây ra được 1 trừ. trừ. Cái này sẽ bằng này. Lim khi C dần đến 1 trừ. Chúng ta tính tích phân ở trong này. Nguyên hàm là gì? Nguyên Xin hàm x arcsin x. Arcsin x. Thế cận từ 0 đến C bằng này. Lim khi C dần đến 1 trừ. Ta thay x bằng C vào đây. Là arcsin C. Rồi ta lại thay x bằng 0. Là arcsin 0. Khi C dần đến 1 trừ thì arcsin C dần đến đâu các bạn? Dần đến 1 trừ thì cũng chẳng qua là dần đến 1 nhưng mà đang là bé hơn 1 thôi. Đang dần ở phía bên trái 1 mà dần đến 1. Vậy thì đó chính là mình thay arcsin 1 gì? Arcsin 1 là bao nhiêu? Hai 2 2 trừ đi arcsin 0 là không tổng bằng đi trên 2. Như vậy là mình tính xong cái tích phân này rồi nhá. Nhưng nếu mà người ta hỏi thêm là đây là tích phân hội tụ hay phân kỳ thì chúng ta có biết là hội tụ hay phân kỳ không? tụ Hội tụ Tụ vì sao? vì cái pi nó tụ r. Ừ, vì kết quả của tích phân là sự thực. Ở ý B.
Ý B này cực điểm là gì các bạn? Trừ 1 ạ. Trừ 1 ạ. 1 đến 0. Vậy cực điểm chính là x bằng trừ 1. Trong khoảng từ trừ 1 đến 0 thì hàm không xác định tại trừ 1. Và lim của 1 trên căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương khi x dần đến đâu? Trừ 1 cộng. Trừ 1 cộng bằng bao nhiêu? Bằng âm vô cực, à, dương vô cực. Khi x dần đến trừ 1 cộng, tức là dần đến trừ 1 nhưng mà lớn hơn trừ 1, thì 1 trừ x bình phương dần đến đâu? Nó dần tới 0 thì suy ra cái lim thì nó dần đến dương vô cực. Dần đến 0 cộng, đúng không? 1 trừ x bình phương dần đến 0 cộng. Thì căn bậc 2 này dần đến 0 cộng. Cái này dần đến dương vô cực. Bây giờ nếu như mà chúng ta không dùng định nghĩa, vừa xong rồi ta dùng định nghĩa nhé. Bây giờ ta dùng nhận xét thôi. Nhận xét. Tức là về cái cách tính đấy mà ta thấy nguyên hàm ấy. Chứ thấy nguyên hàm thì nó sẽ nhanh hơn. Thế nhưng mà trong nhiều trường hợp chúng ta cũng hay bị nhầm đấy. Dùng định nghĩa thì ít bị nhầm hơn. Ta lấy nguyên hàm là arc sin x. Nếu là tích phân xác định. Nếu là tích phân xác định thì ta phải viết là arc sin x thế cận từ trừ 1 đến 0. Nhưng mà ở đây trừ 1 là cực điểm. Tức là đáng lẽ là tích phân xác định ấy, thì ta viết là arc sin 0 trừ đi arc sin của trừ 1. Nhưng mà do cái trừ 1 này là cực điểm cho nên ta không viết arc sin trừ 1 mà mình viết lim của arc sin x y x dần đến trừ 1 cộng. Cái này sẽ bằng này arc sin 0 này trừ lim của arc sin x khi x dần đến trừ 1 cộng. Thế khi x dần đến trừ 1 cộng thì arc sin x dần đến đâu? Trừ bi trên 2. Trừ bi trên 2. Mình thay vào nhá, nó là arc sin của trừ 1, đúng không? Mình cứ thay vào thôi, arc sin trừ 1 thì phải bằng trừ pi trên 2. Vậy sẽ là 0 này, trừ đi. Trừ pi trên 2. Bằng pi trên 2. Ý C thì cực điểm là cả trừ 1 và 1. Và chúng ta sẽ tách cái này ra thành hai tích phân. Là tích phân từ trừ 1 đến 0 cộng tích phân từ 0 đến 1 và nó bằng pi. Cả ba tích phân này đều hội tụ. Ví dụ này, xét sự hội tụ của tích phân suy rộng sau. Tích phân từ A đến B của dx trên x trừ A mũ alpha. Alpha lớn hơn 0. Chúng ta còn nhớ là ở cái phần tích phân suy rộng loại 1, ấy, tức là với cận vô hạn, ấy, mình đã xét cái tích phân này. Và mình cho là đây là tích phân quan trọng, cần nhớ. Tích phân từ A đến dương vô cực, dx trên x mũ alpha, A là số lớn hơn 0. Thì cái tích phân này hội tụ khi nào các bạn? Khi alpha lớn hơn 1. Hội tụ khi và chỉ khi alpha lớn hơn 1. Ở đây A là số lớn hơn 0. Và khi chúng ta xét sự hội tụ của tích phân suy rộng của hàm số không âm,
Chúng ta thường so sánh với tích phân này. Thì đối với cái tích phân từ A đến B của dx trên x trừ A mũ alpha nhé. Chúng ta cũng đừng nhầm, đây là A là cận này, còn alpha là cái mũ. Thì nó cũng có vai trò tương tự như cái tích phân này này. Đấy. Cũng quan trọng như vậy. Và khi xét sự hội tụ của tích phân dư rộng của hàm số không âm, thì người ta cũng thường so sánh với cái dạng tích phân này. Chúng ta sẽ chú ý đến cái kết quả tích phân này là nó hội tụ khi nào. Ở đây cực điểm là gì? Sao cực điểm là A? Thì nó không xác định tại A. Lim của nó từ lim vô cùng. Phần x trừ lim khi x lần đến đâu? A cộng. A cộng bằng bao nhiêu? Thì để rõ là cái giới hạn này bằng bao nhiêu đấy, thì chúng ta cần nhắc lại trong cách giải bài này nhé. Chúng ta nhắc lại cái giới hạn này. Giới hạn lim của x mũ lambda khi x dần đến 0 cộng bằng bao nhiêu, với lambda thuộc R. 1 2 trường hợp. Ví dụ nhé, ta cũng làm tương tự như là cái giới hạn đáng nhớ mà mình đã xét khi x dần đến dương vô cực ấy. Ví dụ ta xét cái trường hợp đặc biệt đi. Đầu tiên ta xét trường hợp đặc biệt lim của x bình phương khi x dần đến 0 cộng là bằng bao nhiêu? X bình phương không này. Rồi lim của x mũ trừ 2 khi x dần đến 0 cộng thì bằng bao nhiêu? Vô cực. Dương vô cực, đúng không? 1 trên 0 mà. Mà cái này nó là 0 nhưng mà nó lớn hơn 0. Thế thì chúng ta mới đoán là cái tích phân này này, x mũ lambda này này, sẽ bằng 0 khi lambda lớn hơn 0 và bằng dương vô cực khi lambda bằng 0. Ta sẽ chứng minh cái điều này. Chứng minh thế nào các bạn? Mình biến đổi x mũ lambda thì bằng gì? E mũ lambda. Lambda nhân logarit của x. Và đây là đồ thị của hàm logarit của x. Khi x dần đến 0 cộng. X dần đến 0 cộng. Thì logarit của x dần đến đâu? Nhìn đồ thị. Âm vô cùng. Âm vô cực. Vậy thì logarit của x này dần đến âm vô cực này. Khi lambda lớn hơn 0. Lambda lớn hơn 0. Thì cái mũ này dần đến đâu? Âm vô cùng. Âm vô cực. Lớn hơn 0 nhân với âm vô cực thì trở thành âm vô cực. E mũ âm vô cực là 1 trên E mũ dương vô cực. Cái này sẽ dần đến 0. Còn khi lambda nhỏ hơn 0 thì sao? Lambda nhỏ hơn 0. Kia đảo lại thành dương vô cực. Đảo lại. Dương vô cực, đúng không? E mũ dương vô cực thì nó là dương vô cực. Tóm lại, đây là kết quả cần nhớ. Tương tự như ở phần giới hạn đối với x dần đến dương vô cực ấy, ta cần nhớ là lim của x mũ lambda khi x dần đến 0 cộng thì sẽ bằng 0 khi lambda lớn hơn 0 bằng dương vô cực khi lambda nhỏ hơn 0. Đây là giới hạn mà chúng ta cần nhớ. Vậy chúng ta sẽ thấy rõ là trong bài này ấy, cực điểm chính là x bằng A.
cực điểm x bằng a. Bởi vì lim của 1 trên x trừ a mũ alpha khi x dần đến a cộng. X dần đến a cộng thì x trừ a dần đến không cộng. Alpha là một số lớn hơn không? Vậy thì x trừ a mũ alpha dần đến đâu? Đến không. Dần đến không nhé, nhưng mà nó vẫn là lớn hơn không? Và 1 trên x trừ a mũ alpha dần đến dương vô cực. Cực điểm x bằng a. Thế bây giờ chúng ta dùng định nghĩa. Dùng định nghĩa để tìm cái tích phân này. Thì ta sẽ thay cái a này bằng cái c. C gần a, c lớn hơn a. Và ta tìm giới hạn lim khi c dần đến a cộng. Y bằng lim tích phân từ c đến b dx trên x trừ a mũ alpha khi c dần đến a cộng. Chúng ta tính cái tích phân này. Đây là tích phân xác định. Nguyên hàm là gì? Ở đây chính là x trừ a mũ trừ alpha. Vậy nguyên hàm là gì? Hai trường hợp alpha bằng 1. Alpha không 1. Trừ alpha x trừ an... 1 trên 1 trừ alpha a mũ 1 trừ alpha. Đúng không? Như thế thì alpha phải khác 1. Cho nên ta sẽ chia thành 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là alpha bằng 1. Thì đây chính là tích phân của 1 trên x trừ a. Nguyên hàm là logarit ve trị tuyệt đối của x trừ a. Thế cận từ c đến b. Khi c dần đến a cộng. Thì cái này sẽ bằng logarit ve trị tuyệt đối của b trừ a này. Ta thay x bằng b, rồi ta lại thay x bằng c. Thay x bằng b, rồi thay x bằng c. Hàm hằng thì giới hạn vẫn là như thế thôi. Khi c dần đến a cộng, thì c trừ a dần đến đâu? Không. Không cộng. Thế logarit ve trị tuyệt đối của c trừ a dần đến đâu? Vô cực chứ sao? Vô cực. Chính xác là nói là dương vô cực hay âm vô cực? Âm vô cực. Cái này dần đến, chỗ này là dần đến không cộng này. Logarit ve của cái này dần đến âm vô cực này. Trừ logarit ve của cái này sẽ là vô cực. Dương vô cực. Dương vô cực. Dương vô cực cộng với một số thực thì nó sẽ là dương vô cực. Vậy tích phân hội tụ hay phân kỳ? Phân kỳ. Kỳ. Tích phân phân kỳ. Trường hợp alpha khác 1. Nếu alpha khác 1 thì y sẽ bằng này. Lim khi c dần đến a cộng. Tích phân từ c đến b ấy. Thì đây chính là nguyên hàm này. Nguyên hàm là 1 trên 1 trừ alpha, x trừ a mũ 1 trừ alpha, rồi thế cận từ c đến b. Biến x thế cận từ c đến b này. Giờ ta thay x bằng b. Thì nó vẫn, cái lim này chỉ là c chạy thôi. Cho nên cái phần hằng đấy,
chúng ta có thể để ra ngoài cái lim. Còn cái ta thay bằng C thì là lim của 1 trên 1 chữ alpha C chứ A mũ 1 chữ alpha. Cái hằng số ta cũng đặt ra ngoài cái lim. Bây giờ khi C dần đến A cộng thì C chữ A dần đến 0 cộng. Vậy lim của C chữ A mũ 1 chữ alpha sẽ bằng bao nhiêu? Âm vô cùng. Sao là âm vô cực? Alpha là số thế nào? Lớn hơn 1. À, lớn hơn 0 ạ. Lớn hơn 0. Chia hai trường các hợp. Các bạn có biết tại sao từ đầu bài thì alpha lại là số lớn hơn 0 không? Vì khi alpha lớn hơn 0 lớn thì hơn cái 0. giới hạn này 1 trên x chữ a mũ alpha ấy nó mới bằng vô cực. Bây giờ ta xét cái này. Đây này, mình nhìn sang bên này này. Lim của x mũ lambda này này sẽ bằng 0 khi lambda lớn hơn 0, bằng dương vô cực khi lambda nhỏ hơn 0. Cho nên ta xét hai trường hợp. Một là 1 trừ alpha lớn hơn 0. Hai là 1 trừ alpha nhỏ hơn 0. Nếu 1 trừ alpha lớn hơn 0, tức là alpha nhỏ hơn 1, thì giới hạn chỗ này bằng 0. Thì cái y này nó sẽ bằng cái phần này. Phần này. Nó là số thực. Còn khi 1 trừ alpha nhỏ hơn 0, tức là alpha lớn hơn 1, thì cái riêng cái phần giới hạn chỗ này là dương vô cực này. Dương vô cực nhân trừ 1 là âm vô cực. Âm vô cực cộng với số thực là âm vô cực. Phần trong ngọc vuông này dần đến âm vô cực. Âm vô cực lại nhân với một số âm nữa sẽ là dương vô cực. Vậy tích phân này hội tụ nếu alpha nhỏ hơn 1, phân kỳ nếu alpha lớn hơn hoặc bằng 1. Và đây là kết quả cần nhớ mà chúng ta sẽ áp dụng để xét tích phân của hàm số không âm loại 2 đấy, xem là nó có hội tụ hay không. Tích phân này hội tụ nếu alpha nhỏ hơn 1, phân kỳ nếu alpha lớn hơn hoặc bằng 1. Và điều tương tự trong trường hợp cực điểm là B. Tích phân từ A đến B, dx trên B trừ x mũ alpha. Tích phân từ A đến B, dx trên B trừ x mũ alpha. Hội tụ nếu alpha nhỏ hơn 1, phân kỳ nếu alpha lớn hơn 1.
Và như vậy kết quả đối với tích phân suy rộng loại 2 này này thì nó trái ngược đối với tích phân suy rộng loại 1. Ở đây là alpha lớn hơn. Alpha nhỏ hơn 1. C. Điều kiện hội tụ của tích phân suy rộng. Ở trong phần này chúng ta cũng có các định lý giúp xét sự hội tụ của tích phân suy rộng mà ta không cần tính. Định lý thứ nhất này. Cho Fx làm số không âm trên khoảng đường MAB có cực điểm là B. Làm số không âm trên khoảng đường MAB có cực điểm là B. Fx khả tích trên mọi đoạn AC với A nhỏ hơn bằng C nhỏ hơn B. Điều kiện cần và đủ để tích phân suy rộng từ A đến B Fx đích hội tụ là hàm GC bằng tích phân từ A đến C Fx đích bị chặt trên khoảng đường MAB. Tất cả những định lý ở trong phần này hoàn toàn tương tự ở phần tích phân suy rộng loại 1. Fx làm số không âm trên khoảng này, cực điểm là B. Thế thì khi chúng ta xét tích phân từ A đến B của Fx dx, ta sẽ thay bằng lim tích phân từ A đến C Fx dx khi C dần đến B trừ. Và ta đặt GC bằng hàm tích phân từ A đến C Fx dx. Đây là hàm theo cận trên. Thì cái hàm GC này là một hàm tăng, có tăng không các bạn? Ở đây Fx lớn hơn được bằng không? Thì có phải là cái cận dưới đã cố định rồi, thì cái cận trên ấy càng lớn thì tích phân càng lớn đúng không? Vâng. Cho nên cái hàm CC này là một hàm tăng. Và chúng ta cũng áp dụng định lý giới hạn của hàm số đơn điệu đấy. Có rất nhiều hình vẽ ở trong giáo trình ấy, mà chúng ta đã nói ở cái phần học về giới hạn. Đây là trường hợp là hàm tăng và bị chặn trên. Đấy, mũi tên này thể hiện là tăng và bị chặn trên. Hàm tăng bị chặn trên. Còn một cái trường hợp là tăng nhưng mà không bị chặn trên. Đấy. Không có mũi tên này. Thì chúng ta nhìn ở trong giáo trình ấy, bài giới hạn hàm số, tính chất của hàm đơn điệu. Nếu hàm tăng mà bị chặn trên như thế này thì lim của cái hàm, đây chính là hàm C, lim của cái hàm C ấy, khi mà C dần đến B trừ sẽ bằng cận trên đúng của cái tập hợp C, C, C với C thuộc vào cái khoảng đường MAB. Còn trong trường hợp này ấy,
thì lim của CC khi C dần đến B trừ sẽ bằng dương vô cực. Thì tích phân từ A đến B của f(x) sẽ không hội tụ. Tóm lại là tích phân này hội tụ khi và chỉ khi cái hàm này bị chặn trên khoảng đường MAB. Tiếp theo chúng ta có các định lý so sánh như sau này. Hoàn toàn tương tự như là với tích phân siêu rộng loại 1 ấy. Cho fx, gx là các hàm số không âm trên khoảng đường MAB có cực điểm là B. Khả tích trên mọi đoạn AC với A nhỏ hơn bằng C nhỏ hơn B. Cực điểm là B, lúc nào chúng ta cũng có thêm cái câu là khả tích trên mọi đoạn AC với A nhỏ bằng C nhỏ B. Và fx nhỏ hơn hoặc bằng gx với mọi x thuộc khoảng m nửa m db với A nhỏ bằng D nhỏ B. Nào, bây giờ một bạn thử nói cái điều tiếp theo ấy, dựa trên định lý ở phần tích phân suy rộng loại 1. Điều tiếp theo sẽ là như nào? Phạm Văn Đạt nào. Phạm Văn Đạt. Có em ạ. Ừ. Em phát biểu định lý tiếp theo xem nào. Không học bài đúng không? Lê Trí Đức nào. Lê Trí Đức. Nếu fx của bằng gx thì khi đó nếu tích phân từ A đến B của gx hội tụ thì tích phân từ A đến B của fx cũng hội tụ. Tiếp. Và nếu tích phân từ A đến B của fx phân kỳ thì tích phân từ A đến B của gx cũng phân kỳ. Các bạn có thể giải thích về điều này không? Ai giải thích là tại sao tích phân của G hội tụ thì tích phân của F hội tụ? Bằng số thực ca F chia GX ạ. Không, ta đang xét ở cái trường hợp này là F nhỏ hơn bằng G vào. Đấy nhá. Ta có này, tích phân từ A đến B, ta đang xét cực điểm là B nha. Fxdx này bằng tích phân từ A đến D fxdx cộng với tích phân từ D đến B fxdx. Và ở đây chúng ta luôn có giả thiết là F khả tích trên mọi đoạn AC với A nhỏ bằng C nhỏ thuộc B, tức là F khả tích trên đoạn AD này, có nghĩa là kết quả này thuộc R. Cho nên tích phân từ A đến B fxdx hội tụ thì cũng tương đương với tích phân từ D đến B fxdx hội tụ. B mới là cực điểm nhé. Đấy. Thế thì xét sự hội tụ của tích phân từ A đến B của F hay của G thì ta cũng chỉ cần xét sự hội tụ của tích phân từ D đến B của F hay của G thôi. Nhưng mà Fx nhỏ hơn hoặc bằng Gx với mọi x thuộc khoảng nửa MdB và Fg là các hàm số không âm, cho nên ấy, tích phân từ D đến C của Fxdx nhỏ hơn được bằng tích phân từ D đến C của GXDX với C nhỏ hơn B, C gần B.
Thế thì nếu mà tích phân từ D đến B của G, X, D, X mà hội tụ ấy, thì ta suy ra là cái tích phân từ D đến C của G, X, D, X sẽ bị chặn trên, đúng không? Hàm này bị chặn trên vừa theo định lý bên kia đấy. Nhưng mà cái này bị chặn trên mà cái này lại nhỏ hơn được bằng cái này, thì cái này cũng phải bị chặn trên, cái này nó cũng phải bị chặn trên. Mà bị chặn trên thì ta sẽ suy ra là tích phân từ D đến B Fx, Dx hội tụ. Đấy, thì tích phân từ A đến B Fx, Dx cũng hội tụ. Ngược lại này, nếu tích phân của cái này, bây giờ ngược lại, nếu mà tích phân của cái này phân kỳ thì cái này không bị chặn trên, thì cái lớn hơn cũng không bị chặn trên, thì tích phân của cái G này cũng phân kỳ. Tóm lại là liên quan đến bị chặn trên. Nếu tích phân của cái hàm lớn ấy mà hội tụ thì tích phân của hàm bé cũng hội tụ, liên quan đến bị chặn trên. Nếu tích phân của hàm bé phân kỳ thì liên quan đến cái hàm tích phân từ A đến C của F ấy, không bị chặn trên. Thế mà đấy là cái hàm bé hơn, thì tích phân từ A đến C của G cũng không bị chặn trên. Thế là tích phân từ A đến B của G phân kỳ. Tích phân của hàm lớn hội tụ thì tích phân hàm bé hội tụ. Tích phân của hàm bé mà phân kỳ thì tích phân của hàm lớn ấy phân kỳ. Định lý tiếp theo này. Cho FG là các hàm số dương trên khoảng đường ở AB có cực điểm là B. Hai hàm này đều khả thiết trên mọi đoạn AC với A nhỏ hơn hoặc bằng C nhỏ hơn B. Và lim của Fx trên Gx khi x dần đến B trừ bằng K. Cực điểm là cận trên. Thì ta xét lim khi x dần đến b trừ bằng k. Khi đó này, nếu không nhỏ hơn k, nhỏ hơn dương vô cực, thì tích phân từ a đến b của fx dx và tích phân từ a đến b của gx dx cùng tính chất hội tụ ở phân kỳ. Một bạn thường đọc định lý phần tiếp theo giống như là tích phân suy dẫn. Hoàng Minh Tú nào. Hoàng Minh Tú. Em đây của gì? Nếu lim x đến vô cùng của fx trên gx bằng 0 và tích phân gx hội tụ thì fx hội tụ. Thì tích phân của f hội tụ. Và gì nữa? Và nếu lim x đến vô cùng fx trên gx bằng vô cùng và gx tích phân của gx phân kỳ thì fx cũng phân kỳ. Thì tích phân của f cũng phân kỳ. Bạn giải thích được không? Dụ cái phần đầu này thì chứng minh nó hơi dài hơn. Còn hai cái đằng sau này thì chứng minh nó đơn giản hơn. Ví dụ k bằng 0. Tại sao tích phân G hội tụ thì tích phân F hội tụ?
và tại sao? Là bạn nào trả lời nào? Em nghĩ là fx lớn hơn bằng gx, à lớn hơn gx. Khi k bằng 0, k bằng 0 tại sao fx lại lớn hơn bằng gx? K bằng 0 nghĩa là thế nào? K bằng 0 thì gx lớn hơn fx cả. K bằng 0 thì cái nào lớn hơn? À, nó là một trên vô cùng à, cái hàm bên dưới nó tăng nhanh hơn. Ờ thế thì cái gì lớn hơn? Thì gx lớn hơn. Thì gx lớn hơn, phải fx lớn hơn. Nếu k bằng 0 nhá, nếu k bằng 0 tức là k nhỏ hơn 1 đấy, giới hạn nhỏ hơn 1, thì có nghĩa là với x đủ gần b, fx trên gx sẽ nhỏ hơn 1, thì fx sẽ nhỏ hơn gx, và lúc đó gx trở thành cái hàm lớn hơn, thì tích phân g hội tụ, thì tích phân f sẽ hội tụ. Tương tự như vậy, nếu k bằng dương vô cực thì sao bạn Tú? Ở đây em đẹp. K bằng dương vô cực thì sao? Thì fx gx sẽ lớn hơn. Cái gì lớn hơn? Dương vô cực là nó lớn hơn 1. Cho nên với x đủ gần b thì fx trên gx lớn hơn 1. Thế là fx lớn hơn gx. Đấy. Thế mà cái tích phân của cái hàm bé này này mà đã phân kỳ, tức là liên quan đến không bị chặn trên đấy, cái tích phân hàm theo chặn trên không bị chặn trên, thì tích phân của hàm lớn cũng phân kỳ. Trong định lý này chúng ta cũng tương tự như là đối với tích phân di rộng với cận vô hạn nhé. Có một trường hợp đặc biệt là gì? Trong định lý này có một trường hợp đặc biệt. Cao 1 thì em tương đương với f bằng với cao 1. Không. K bằng 1, bằng thì không nói làm gì, nó là cái điều bình thường. K bằng 1 thôi, thì có nghĩa là F tương đương với G, đúng không? Thì tích phân của F và tích phân của G cùng tính chất hội tụ ở phân kỳ. Đấy là nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ nhất là nếu K bằng 1 nhé. Thì các bạn có thể ghi thêm nhận xét đó thôi. Nếu K bằng 1 nghĩa là F tương đương với G khi X dần đến B trừ. Thì nhưng mà khi ta viết F tương đương với G thì ta hiểu là các vô cùng bé hay vô cùng lớn gì đó nhé. Thì tích phân fx dx và tích phân của gx dx cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ. Đấy là các định lý để ta xét sự hội tụ của tích phân suy rộng loại 2 của hàm số không âm. Nếu hàm số bất kỳ thì sao? Thì chúng ta lại xét tích phân trị tuyệt đối. Định lý là nếu tích phân từ A đến B trị tuyệt đối fx dx hội tụ thì tích phân từ A đến B fx dx hội tụ. Khi đó ta nói tích phân từ A đến B fx dx là gì? Hội tụ tuyệt đối.
Hội tụ tuyệt đối. Còn nếu tích phân của F hội tụ nhưng tích phân của trị tuyệt đối của F không hội tụ thì ta nói tích phân của F là bán hội tụ. Giống hệt ở tích phân suy rộng loại 1. Và hai những cái định lý so sánh và cái định lý về tích phân trị tuyệt đối này nè, chúng ta sẽ cũng phát biểu tương tự ở phần chuỗi số. Các bạn học kỹ phần này thì phần sau nó cũng thấy dễ hơn. Chúng ta nghỉ giải lao 5 phút nhé. Mình cứ nghỉ giải lao theo giờ mình học bình thường ấy. Nghỉ giải lao 5 phút.
Chúng ta học tiếp nha. Các định lý trên được phát biểu tương tự trong trường hợp hàm số có cực điểm là A. Các định lý trên được phát biểu tương tự trong trường hợp hàm số có cực điểm là A. Ví dụ như là lim của fx trên gx khi x dần đến b trừ trong cái định lý bên trên á, thì ta sửa lại là lim của fx trên gx khi x dần đến a cộng. Được không? Hoặc là cho fx nhỏ hơn được bằng gx với mọi x thuộc vào khoảng db gì đấy. Nhận xét này, khi xét sự hội tụ của tích phân suy rộng loại 2 của các hàm số không âm loại 2, tức là với cận này là các cực điểm này này, hoặc là cực điểm nằm giữa của các hàm số không âm, ta thường so sánh với các tích phân dạng tích phân từ A đến B dx trên B trừ x mũ alpha, hoặc tích phân từ A đến B dx trên x trừ A mũ alpha, alpha lớn hơn không. Thực ra không cho alpha lớn hơn không ấy thì sao các bạn? Ví dụ này, ví dụ tích phân từ 1 đến 2 dx trên x trừ 1 bình phương với lại tích phân từ 1 đến 2 dx trên x trừ 1 mũ trừ 2 có gì khác nhau không? Chúng ta thấy khác nhau điều gì? Tính lim lim ở mũ độ dương 1 cộng 1 trên x trừ 1 mũ trừ 2 thì bằng 0. Khác nhau là bên này ấy, đó là tích phân suy rộng. Còn bên này thì có phải là tích phân suy rộng không? Không. Nó chính là tích phân xác định. Đó. Thế thì cái này chỉ là để nó là tích phân suy rộng thôi. Và ta nhắc lại là những tích phân này chỉ hội tụ khi alpha nhỏ hơn 1. Ví dụ, xét sự hội tụ của tích phân suy rộng sau. Tích phân từ 0 đến 1 dx trên e mũ căn bậc 2 của x trừ 1. Cực điểm ở đây là gì? Là không. Thế hàm dưới dấu tích phân này có phải là hàm số không âm trên cái khoảng m 01 nửa m 01 hay không? Vâng. Không. Cực điểm ở đây chính là x bằng không. Bởi vì lim của 1 trên e mũ căn bậc 2 của x trừ đi 1 x dần đến 0 cộng. Đấy. X dần đến 0 cộng thì cái mũ này dần đến 0 cộng này thì e mũ này dần đến 1 cộng.
một cộng trừ đi một là không cộng, một trên không cộng là dương vô cực. Và một trên, ta viết tạm lên đây, một trên e mũ căn bậc hai của x trừ đi một lớn hơn không với mọi x thuộc khoảng nửa m không một. Đây là hàm số không âm. Cực điểm là x bằng 0 và nó ở cận dưới. Cận dưới này của tích phân này. À, cực điểm này nó là cận dưới. Vậy nếu chúng ta áp dụng cái nhận xét ấy, thì mình sẽ muốn so sánh với cái dạng tích phân nào? Ta dùng các định lý so sánh. Ta so sánh với dạng tích phân nào? Một trên đấy trên x. Một trên x. Đây đúng không? Tích phân từ a đến b của dx trên x trừ a mũ alpha. Trong đó ở đây là a bằng bao nhiêu? A một. Đúng. A bằng 0. Vâng. Vậy là ta muốn so sánh với tích phân dạng tích phân từ 0 đến 1 dx trên x trừ 0 mũ alpha. Đấy. Alpha nào đó thì ta chưa biết. Ta sẽ làm như sau. E mũ căn bậc 2 của x trừ 1 tương đương với căn x. Khi x dần đến 0 cộng. Vì sao ta có điều này? Lim của E mũ căn x trừ 1 chia căn x bằng 1. Sao có điều đó? Thì chắc là phải loga khi đến 0 thì lim của cái mà đáng nhớ mà. Giới hạn đáng nhớ là gì? Là e mũ x trừ 1. Ở trong cái phần mà xét sự hội tụ của tích phân suy rộng, kể cả loại 1, loại 2 hoặc là chuỗi số sau này cũng vậy, chúng ta áp dụng các giới hạn đáng nhớ rất nhiều. Ví dụ như là lim của sin x trên x khi x dần đến 0 bằng 1 này. Lim của e mũ x trừ 1 trên x khi x dần đến 0 bằng 1 này. Lim của cái gì nữa? Logarithm. Logarithm của 1 cộng x trên x bằng 1 khi x dần đến 0 bằng 1. Đấy. Hay nói một cách khác là sin x tương đương với x khi x dần đến 0. X tương đương với e mũ x trừ 1 x dần đến 0. X tương đương với 1 logarithm của 1 cộng x. X dần đến 0. Cho nên e mũ căn bậc 2 của x trừ 1 tương đương với căn x khi x dần đến 0 cộng. Dựa vào giới hạn đáng nhớ nhé. Suy ra 1 trên e mũ căn bậc 2 của x trừ 1 tương đương với 1 trên căn x. X dần đến 0 cộng. Hai hàm FG mà tương đương. Có nghĩa là lim của F trên G bằng 1 đấy. Nhắc lại. Hai hàm F và G tương đương. Thì tích phân của F và tích phân của G sẽ cùng tính chất hội tụ phân kỳ. Thế mà tích phân của G ở đây chính là tích phân từ 0 1 dx trên căn bậc 2 của x. Thì ta viết lại cho nó đúng cái dạng này. Đúng dạng này
là tích phân từ 0 đến 1 dx trên x trừ 0 mũ 1 phần 2. Hội tụ f phân kỳ. Hội tụ ạ? Hội tụ ạ? Vì sao? 1 phần 2 bé. Tăng tham nhỏ hơn 1. 1 phần 2 nó nhỏ hơn 1 thì suy ra nó hội tụ. 3 bằng 1 phần 2 nhỏ hơn 1. Cho nên tích phân này hội tụ. Cái chỗ này là do alpha. Đây là bằng 1 phần 2 nhỏ hơn 1. Tích phân này hội tụ. Em cô thì nhớ lại cái đoạn em cũng cần x trừ một loại tương đương với cần x của một. Thì vì em mũ x trừ một tương đương với lại x. Cái gì đấy? Cô nhắc lại được không? Cái công thức đáng nhớ đấy. Công thức đáng nhớ. Lim của em mũ x trừ một trên x khi x dần đến không bằng một. Hay e mũ x trừ 1 tương đương với x thì x dần đến 0. Đấy. Thực ra là cái này nhé. Thực ra là ta đặt căn bậc 2 của x bằng t đấy. X dần đến 0 cộng tương ứng với t dần đến 0 cộng. Thì lim của e mũ căn x trừ 1 trên căn x ấy thì là chính bằng lim của e mũ t trừ 1 trên t thì t dần đến 0 cộng. Thì cái này bằng 1 mà nên cái này bằng 1. Còn công thức nào khác không cô? Như vậy nếu như mà mình muốn viết công thức tổng quát hơn ấy, mình muốn viết công thức tổng quát hơn thì sẽ là lim của e mũ u trừ đi 1 trên u khi x dần đến đâu đó không biết nhưng mà làm cho u dần đến 0 thì cái này sẽ bằng 1 nhé. Công thức đáng nhớ khác ta nhắc lại đấy, đó là lim của logarithm của 1 cộng x trên x khi x dần đến 0 bằng 1. Logarithm của 1 cộng x trên x khi x dần đến 0 bằng 1. Và nếu bằng cách đổi biến ấy, đặt ux bằng một cái số t thì ta cũng có thể viết một cách khác. Lim của logarithm của 1 cộng ux trên ux. Nếu như x dần đến đâu đó không biết nhưng mà làm cho ux dần đến 0 thì giới hạn này cũng bằng 1. Đây là những giới hạn mà nó dẫn đến những cái tương đương. Đây là logarithm của 1 cộng x tương đương với x khi x dần đến 0. Hay là đây là logarithm của 1 cộng ux tương đương với ux dần đến 0. Ví dụ như là logarithm của x thì sẽ tương đương với cái gì khi x dần đến 1 các bạn? Không. Tương đương với không? Logarithm của x tương đương với cái gì khi x dần đến 1? X trừ 1. Bởi vì logarithm của x này. Đây, tương đương với x trừ 1. Này bằng logarithm của 1 cộng với x trừ 1. Đấy. Thì khi x dần đến 1 thì x trừ 1 dần đến 0. Cho nên cái này nó sẽ tương đương với x trừ 1
x dần đến 1 chính là cái chỗ này này, log đi b của 1 cộng x tương đương ux, ux dần đến 0. Thôi đi xa quá, ta làm ví dụ khác. Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng sau. Tích phân từ 0 đến 1 dx trên logarithm của x. Cực điểm là điểm nào các bạn? X bằng 1 ạ. Tại sao lại chỉ có x bằng 1 thôi? Vì ở đấy thì lim của x tiến đến 1 chỉ 1 bằng 0 bằng 0 vô cùng. Miền xác định của cái hàm logarithm của x. Miền xác định của hàm đó, của cái hàm này là x phải lớn hơn 0, đúng không? Nhưng mà đây trong khoảng từ 0 đến 1, cho nên ta thấy tại x bằng 0 cũng làm cho hàm không xác định. Và tại x bằng 1 thì làm cho cái mẫu này bằng 0 cũng làm cho hàm không xác định. Đây là hai điểm mà chúng ta cần xét xem có là điểm cực trị không. Chúng ta sẽ tách cái này ra thành hai tích phân. Tuy nhắc lại là tuy đánh dấu chấm vào đây chỉ để là ta đang lưu ý đến hai điểm này thôi nhá. Có bạn lại, có bạn lớp nào đó lại hỏi là cứ cực điểm thì phải có cái dấu chấm này à? Đấy. Không có nghĩa đâu nhá. Không phải là cực điểm phải có dấu chấm đâu. Giờ ta tách cái này ra thành là tích phân từ 0 đến A. A là một cái số nào đó trong khoảng từ 0 đến 1. Mình cũng có thể lấy cụ thể hơn. Ví dụ A bằng 1 phần 2 chẳng hạn. 1 phần 3. Cộng tích phân từ A đến 1. Dx trên cái này. Bây giờ ta xét tích phân thứ nhất này. Cái hàm logarithm của x này không xác định tại 0. Nhưng mà nó xác định trên khoảng nửa m không a và lim của 1 trên logarithm của x khi x dần đến 0 cộng thì bằng bao nhiêu? Lim của logarithm của x khi x dần đến 0 cộng bằng bao nhiêu các bạn? X trừ 1 ạ, bằng âm vô cùng. Âm vô cùng. Lim của logarithm của x khi x dần đến 0 cộng đó đó. Bằng âm vô cực. 1 trên âm vô cực bằng 0. Thế thì sao? Thế thì x bằng 0 có phải là cực điểm không? Thế nào là cực điểm? Nhắc lại nè. Cực điểm là gì? Là lim của cái hàm f ý, khi x dần đến 0 cộng, nếu là cận dưới này thì nó phải bằng dương vô cực hoặc âm vô cực, đúng không? Nhưng mà đây ý, giới hạn lại bằng 0 thì tích phân này không phải là tích phân suy rộng đâu, nó vẫn là dạng tích phân xác định và nó vẫn hội tụ. Tích phân này vẫn hội tụ. Chúng ta đã gặp trường hợp này bao giờ chưa nhỉ? Chưa. Có một bài ở phần tích phân suy rộng loại 1 đấy, tôi đã bảo chúng ta là đấy chính là cái mà chúng ta cần chú ý. Đây này, khi chúng ta xét sự hội tụ của tích phân suy rộng này này, đấy, thì chúng ta tách cái này ra, bởi vì ta muốn so sánh với tích phân từ A đến dương vô cực mà. Ta tách ra từ tích phân từ 0 đến A, tích phân từ A đến dương vô cực nhé. Và khi ta xét cái tích phân từ 0 đến A này, hàm số không xác định tại 0. Nhưng mà lim của cái này khi x dần đến 0 cộng bằng 0 là số thực đấy. Thì đây không phải là tích phân xác định, không phải tích phân suy rộng nhé. Nó vẫn là dạng tích phân xác định. Kết quả là thuộc R. Đấy, chúng ta đã từng gặp cái ví dụ như thế này. Chúng ta đây là điều cần chú ý nhé.
Đấy. Như vậy là cái tích phân thứ nhất này kết quả là số thực rồi, nó hội tụ nhá. Bây giờ ta xét tích phân thứ hai. Xét tích phân thứ hai đó là tích phân từ A đến 1 của DX trên logarithm của X. Ở đây A là số lớn hơn 0. Tất nhiên ta lấy A nhỏ hơn 1. 0 nhỏ hơn A nhỏ hơn 1. Thế chúng ta có nhận xét gì về hàm dưới dấu tích phân này? Nó có dương không? Không. Xét tích phân này cực điểm là gì đã nào? Trước tiên là cực điểm. X bằng 1 ạ. Trước tiên là cực điểm x bằng 1. Bởi vì lim mình phải tạo thành thói quen là không phải cứ thấy nó không xác định thì mình cho là cực điểm đâu, mà mình phải tìm lim 1 trên logarithm của x khi x dần đến đâu? 1 trừ 1 trừ bằng vô cực. 1 trừ thì cái này sẽ là 0 đúng không? Vô cực ạ. Không trừ bằng âm vô cực. Và bây giờ chúng ta muốn so sánh với một cái tích phân có dạng là gì? Ta muốn so sánh với tích phân có dạng là gì? Dưới cực điểm bây giờ đang là cực điểm đang là cận trên. Vậy là ta muốn so sánh với tích phân từ A đến 1 của cái gì? Dx chia cho 1 trừ x mũ alpha. Với alpha nào chưa biết, đúng không? Nhưng mà trước tiên ý, thì mình nhìn phải nhìn xem là cái hàm dưới dấu tích phân này có phải là hàm số không âm không? Ở đây là x nhỏ hơn 1. À, thế thì logarithm của x sẽ nhỏ hơn 0, đúng không? Như vậy là hàm dưới dấu tích phân này nhỏ hơn 0. Nó nhỏ hơn 0 trên cả cái khoảng này. Vậy thì ta làm thế nào? Bỏ dấu trừ ra ngoài. Ta bỏ dấu trừ ra ngoài thì trừ 1 trên logarithm của x sẽ lớn hơn 0 gì? Và nếu mà cái tích phân từ A đến 1 của trừ 1 trên logarithm của x dx mà hội tụ, tức là ví dụ như kết quả nó bằng 2 chẳng hạn, ví dụ nhé, thì cái tích phân từ A đến 1 của 1 trên logarithm của x dx sẽ có kết quả bằng trừ 2 gì? Tức là nó cũng hội tụ, chỉ khác mỗi dấu trừ thôi. Vậy ta sẽ làm như sau. Trên khoảng nửa mở A1, ta có trừ 1 trên logarithm của x lớn hơn không? Bây giờ ta muốn đưa về xét tích phân siêu rộng hàm số không âm mà. Nên ta lấy trừ cái này. Nếu mà cái hàm mà trên khoảng này lúc dương lúc âm ấy, thì ta sẽ lấy trị tuyệt đối. Nhưng bây giờ nó âm hẳn rồi. Chúng ta lấy trừ của cái đấy. Cái này lớn hơn không? Bằng 1 trên 1 trừ x cũng lớn hơn không? Do x nhỏ hơn 1. Ta xét lim của cái này chia cho cái này. Lim cái này chia cái này. Thì sẽ bằng lim x trừ 1 trên logarithm của x. X dần đến 1 trừ. Giới hạn đang có dạng gì? 0 chia 0. Thì dùng L'Hôpital. Ờ, 0 trên 0. Dùng L'Hôpital. Đáp án của tử là 1. Đáp án của mẫu là 1 trên x. Cái này bằng 1. 1 trừ. Thế mà tích phân từ A đến 1 của DX trên 1 trừ x thì hội tụ hay phân kỳ? Phân kỳ. Hội tụ. À, hồi tu ạ, đúng không ạ? Đây, mình đối chiếu vào cái dạng này này. Đấy. Đối chiếu vào cái dạng này thì là alpha bằng bao nhiêu? Bằng 1. Đấy là hội tụ ơi phân kỳ. Nó không hội tụ không một kỳ. Phân kỳ. Chỉ hội tụ cái alpha nhỏ 1 thôi. Thế này phân kỳ. Vậy tích phân
của trừ 1 trên logarithm của x dx phân kỳ. Nên tích phân từ a đến 1 dx trên logarithm của x phân kỳ. Thế là cái tích phân đã cho ấy, mình tách ra thành một tổng của hai cái, một cái hội tụ, một cái phân kỳ. Vậy thì tích phân đã cho hội tụ với phân kỳ. Phân kỳ ạ? Phân kỳ. Bởi vì nếu mà nó hội tụ ấy, kết quả nó là số thực. Mình chuyển cái hội tụ sang bên kia thì cái còn lại, còn cái còn lại là cũng phải hội tụ đúng không? Nhưng mà cái còn lại phân kỳ rồi. Cho nên cái này cũng phải phân kỳ. Ôi cô ơi. Cho mọi cái tích phân của trừ 1 trên lên x đấy phân kỳ thì suy tại sao lại cái dưới rồi nó lại bỏ dấu trừ đi thì nó lại phân kỳ theo. Thế nào là hội tụ? Thế nào là tích phân hội tụ nào? Thì khi tích phân hội tụ khi cái lim của hai cái chia kia nó bằng không với cả cái lim của một trên một chữ x nó bằng một số cụ thể suy ra cái đấy không phải là định nghĩa cơ. Đấy là ta dựa vào các cái định lý so sánh để ta xét sự hội tụ. Thế còn định nghĩa một tích phân là hội tụ khi nào, tích phân suy rộng là hội tụ khi nào? Tụ khi mà nó bị chặn cái đấy vẫn không phải định nghĩa, đấy là định lý để xét sự hội tụ. Là bạn nào trả lời nào? Mà chúng ta đã làm ở khi mà định nghĩa đấy, trước khi chúng ta xét sự hội tụ là chúng ta đã có, thậm chí là có ví dụ. Nhắc lại, tích phân hội tụ khi nào? Bạn cô, khi tích phân này có giá trị hữu hạn ạ. Hữu hạn là thế nào? À, là thuộc giờ cơ. Là số thực. Nhá, các bạn nhớ. Khi mà kết quả của tích phân là số thực đấy, thì ta nói tích phân hội tụ. Đây này. Định nghĩa nha. Đấy. Tôi xóa cái này đi. À. Khi cực điểm là B và ngay cả đối với tích phân suy rộng loại 1 cũng như vậy. Cái này chính là lim của tích phân từ C đến B khi C dần đến A cộng này bằng Y. Y có thể là số thực hoặc Y bằng cộng trừ vô cực. Nếu Y là hữu hạn, tức là nó là số thực đấy. Còn vô cực thì nó không phải là hữu hạn. Nếu Y là hữu hạn, tức là số thực, thì ta nói tích phân này hội tụ. Nói một cách khác, nếu kết quả của tích phân ấy mà là số thực, thì là ta nói tích phân hội tụ. Và ngược lại, tích phân là hội tụ thì kết quả của nó phải là số thực. Như vậy bạn đã hiểu chưa nhỉ? Rồi à? Nhưng mà em đang định hỏi cái phân kỳ ạ. Ừ đúng rồi. Cái trừ 1 trên lên x. Cô định nói gì hả cô? Ừ đấy, tôi đang nói, bạn nào giải thích xem nào. Phân kỳ thì là cộng trừ vô cùng, mà cộng trừ vô cùng chia cho trừ 1 thì vẫn là cộng trừ vô cùng mà.
cái đó tích phân bên trái kiểu tiến tới dương vô cùng thì thêm dấu trừ nó sẽ tiến tới âm vô cùng nên nó vẫn thần kỳ. Tức là thực ra cái tích phân này ấy, nó chỉ là cái này bằng cái này nhân với trừ 1 thôi đúng không? Thế nếu như mà cái này giả sử cái này hội tụ đi, tức là kết quả nó là số thực, thì cái này ấy, nó sẽ bằng trừ 1 nhân với số thực đó thì nó cũng là số thực, thì nó sẽ phải hội tụ. Bạn hiểu chưa? Dạ. Nhưng mà chúng ta còn hỏi điều gì khác cơ? Tôi tưởng các bạn hỏi chỗ khác cơ. Các bạn hỏi điều gì không? Là cái gì? Là tại sao ấy tự nhiên mình lại lấy cái này mình nghĩ đến 1 trên 1 chữ x? Tại sao mình lại nghĩ đến 1 trên 1 chữ x nào? Mà không phải là cái hàm khác. Tất nhiên là mình sẽ nghĩ đến cái hàm 1 trên 1 chữ x mũ alpha rồi, đúng không? Bởi vì cực điểm là ở cận trên. Mình nghĩ, nhưng tại sao lại nghĩ đến hàm này mà không phải là 1 trên 1 chữ x bình phương chẳng hạn? Nhiều khi ở trong cái những cái dạng bài này logarithm này là tương đương với 1 chữ x. Chính là điều mà mình đã nói lúc trước khi ta làm bài này đấy. Đó là lim của logarithm của 1 cộng x trên x khi x dần đến 0 bằng 1. Và tổng quát hơn là lim của logarithm của 1 cộng ux trên ux nếu như ux dần đến 0 nha, x dần đến đâu đó không biết, ux dần 0 là chúng ta sẽ bằng cái phép đổi biến đấy, chúng ta sẽ đưa cái giới hạn này bằng 1, có nghĩa là logarithm của 1 cộng ux tương đương với ux nếu ux dần đến 0. Đấy. Cho nên logarithm của x nếu mà x dần đến 1 ấy thì nó sẽ bằng logarithm của 1 cộng với x trừ 1 thì nó tương đương với x trừ 1 khi x dần đến 1. X dần đến 1 thì làm cho ở đây ux ở đây chính là x trừ 1 đây nè. Và chúng ta đang xét là trừ logarithm của x thì nó sẽ tương đương với 1 chữ x. Đó. Thì 1 trên trừ logarithm của x tương đương với 1 trên 1 chữ x. Ví dụ, xét sự hội tụ của tích phân suy rộng sau. Tích phân từ 0 đến 1 dx trên căn bậc 3 của x nhân với e mũ x trừ e mũ trừ x. Ở đây cực điểm là cái
x bằng bao nhiêu? X bằng 0. Khi x dần đến 0 cộng cái mẫu này nó dần đến 0. 1 trên cái này dần đến vô cực. Cực điểm chính là x bằng 0. Và trong cái khoảng này, cái hàm này có phải là hàm số không âm không? Có. Vâng ạ, à, luôn dừng. Cực điểm x bằng 0 này. Và 1 trên căn bậc 3 của x nhân với e mũ x trừ e mũ trừ x lớn hơn không với mọi x thuộc khoảng đường mở không một. Thế bây giờ ta muốn so sánh với một cái tích phân dạng nào? Thế ta muốn so sánh với tích phân dạng nào? Muốn so sánh với tích phân dạng nào các bạn? Cực điểm bây giờ đang là cận dưới. X trừ A mũ alpha 1 phần nhân từ 0 đến 1 dx trên x trừ A là bao nhiêu? A là 0. X trừ 0 mũ alpha. Tức là tích phân từ 0 đến 1 dx trên x mũ alpha. Đấy. Thế thì tất nhiên ta có thể dùng cái kiểu là so cái hàm này với một cái hàm có dạng này nhỏ hơn được bằng này, hoặc là tìm lim của cái hàm này trên cái hàm có dạng này. Nhưng mà nếu mà cái nhìn nhanh nhất là ta nhìn xem là cái hàm này nó sẽ tương đương với cái hàm nào. Hàm nào có dạng 1 trên x mũ alpha, alpha bằng bao nhiêu? Tương đương thì nó là nhanh nhất rồi. Nếu không thấy tương đương thì chúng ta sẽ phải dùng chia. Tương đương với hàm này. E mũ x trừ e mũ trừ x tương đương với 2x khi x dần đến 0. Tương đương 2x khi x dần đến 0. Bởi vì vì lim của e mũ trừ x trên 2x khi x dần đến 0. Thì ta dùng L'Hôpital. X dần đến 0 ở trên tử là 1 trừ 1 bằng 0 mà. Ta dùng L'Hôpital. Giới hạn có dạng 0 trên 0 dùng L'Hôpital. Có từ là e mũ x này trừ đi trừ e mũ trừ x trên 2 bằng 1. Như vậy là e mũ x trừ e mũ trừ x tương đương 2x x dần đến 0. Cho nên căn bậc 3 của x, e mũ x trừ e mũ trừ x ấy, thì tương đương với căn bậc 3 của 2x bình phương. Cho nên 1 trên cái này tương đương với 1 trên căn bậc 3 của 2x bình phương. X dần đến 0 cộng. Thế mà tích phân từ 0 đến 1 của 1 trên căn bậc 3 của 2x bình phương dx. Thì mình đặt cái 1 trên căn 3 của 2 ra. Còn lại là tích phân từ 0 đến 1 của 1 trên x trừ 0 mũ 2 phần 3 dx. Cái này hội tụ hay phân kỳ? Hội tụ ạ. Hội tụ do alpha bằng 2 phần 3 nhỏ hơn 1, đúng không? Cho nên tích phân đã cho hội tụ. Hội tụ do alpha bằng 2 phần 3 nhỏ hơn 1.
Chỗ này có ai hỏi điều gì không? Cái này chúng ta ghi xong chưa? Có ai hỏi điều gì không? Ghi xong rồi ạ. Không ai hỏi gì à? Sao chúng ta không hỏi là tại sao e mũ x trừ e mũ trừ x tương đương với 2x? Giới hạn đang nhớ. Đã đang nhớ thế. E mũ x cộng mũ trừ e mũ x trừ 1. Vậy sao chúng ta không giải thích như vậy mà ta lại phải tìm cái lim này? Chắc lim nó dễ hơn. Nó gọn hơn à? Mình thấy nó nhanh hơn. Nhanh hơn gì? Maybe. Không phải là như thế. Đây, chúng ta chú ý nhá, mình rất hay bị sai. Đây là ta có này, lim của e mũ x trừ 1 trên x khi x dần đến 0 bằng 1, đúng không? Giới hạn đáng nhớ hay e mũ x trừ 1 tương đương với x khi x dần đến 0. Thế thì các bạn thường làm như sau này. E mũ x trừ e mũ trừ x bằng e mũ x trừ đi 1 trừ đi e mũ trừ x trừ 1. Cái này tương đương với e mũ, tương đương với cái gì? Các bạn đọc tiếp cho tôi làm. Trừ đi trừ x trừ đi trừ x thì bằng 2x. Hình như là phải cộng với vô cùng bé của bậc cao hơn của x nữa. Tương đương với x trừ đi trừ x bằng 2x. Đấy. Thì cái lập luận này sai hoàn toàn. Sai nha. Thì chúng ta đã nói là F tương đương với F1, G tương đương G1 không suy ra F cộng F1, không suy ra F cộng G tương đương F1 cộng G1. Phép cộng cũng giống như phép trừ ấy. Cộng trừ đều không được nhé. Nhân thì được. Nhân thì được. F nhân G tương đương F1 nhân G1 thì được. Cộng trừ thì không được nhé. Cái đấy khai triển tay lo ra cũng được. Khai triển tay lo tùy các bạn thôi. Nhưng mà điều đây là điều cần chú ý nhé. Nếu mà các bạn lập luận như này và trong bài làm thì các bạn sai hoàn toàn. Đấy. Tuy nhiên ấy thì cái này ấy, cái lập luận mà F tương đương với G, F1 tương đương G1 không suy ra nhé, không suy ra, đây là F tương đương với G, F1 tương đương với G1 không suy ra F cộng F1 tương đương với G cộng G1. Vì cái này nó không đúng trong mọi trường hợp nhé. Không đúng trong mọi trường hợp. Nhưng mà ta lại thấy nó đúng trong nhiều trường hợp. Trường hợp nào? Nó đúng trong nhiều trường hợp ấy.
Nếu mà bảo các bạn là tìm ví dụ đấy thì thường các bạn cũng không dễ để tìm ví dụ đâu. Nó đúng trong nhiều trường hợp vậy cho nên ta có thể đoán. Đoán là có thể nhé. Đấy. Thế là cái này chứ các bạn chỉ dùng để đoán thôi chứ không được suy ra nhé. Có thể là nó tương đương. Thế là sau khi chúng ta đoán rồi thì chúng ta sẽ dùng cái giới hạn này để ta tính. Nhắc lại là cái này chỉ có thể nói là đoán thôi chứ không phải là suy ra. Nếu đoán thì được. Đoán thì có thể đúng hoặc sai nhưng mà cũng hay đúng. Được chưa? Đoán thôi nhé. Đây là ta đoán chứ không phải là suy luận. Nếu suy luận thì sẽ sai. Ví dụ, xét sự hội tụ của tích phân suy dựng sau. Tích phân từ 0 đến dương vô cực x mũ p trừ 1 e mũ trừ x dx. X mũ p trừ 1 e mũ trừ x dx. Bây giờ tự nhiên mình lại thấy có một cái cận là dương vô cực ấy. Thì đây là tích phân loại 1 hay loại 2? 1 ạ. Thế nhưng mà cái P trừ 1 này ấy, thì mình lại không biết là nó dương hay nó âm. Ví dụ như là bây giờ cái P trừ 1 này mà âm thì nó là cái dạng tích phân từ 0 đến dương vô cực của x mũ trừ 2 e mũ trừ x dx chẳng hạn. Tức là tích phân từ 0 đến dương vô cực của 1 trên x bình phương e mũ x dx. Thế thì cái x bằng 0 này nó lại là cực điểm, đúng không? Cho nên nó có thể lại liên quan đến tích phân suy dựng loại 2. Và ta sẽ tách cái này ra, tích phân này ra. Là 1 trên x chứ không alpha. Tách cái này. Là ví dụ ta tách ra là từ 0 đến 1 cộng tích phân từ 1 đến dương vô cực. Xét tích phân từ 1 đến dương vô cực. Thì chúng ta nhận thấy là hàm mũ tăng nhanh hơn hàm lũy thừa. Cho nên ý, đối với tích phân này, nếu ta lấy cái hàm này mà chia cho x mũ 1 trên x mũ bao nhiêu, 1 trên x mũ bao nhiêu ấy, thì giới hạn cũng vẫn bằng 0. Lim này, x mũ p cộng 1 ta chuyển lên đây, x mũ p cộng 1 trên e mũ x. Nếu như mà cái số mũ ở trên này là số mũ dương nhá, thì giới hạn nó cũng vẫn là vô cực trên vô cực nhưng mà nó vẫn bằng 0. Còn nếu số mũ âm mà ta đưa cái mũ âm đấy xuống dưới này thì trở thành mũ dương, giới hạn lại càng bằng 0. Thế mà tích phân từ 1 đến dương vô cực 1 trên x bình phương dx hội tụ. Vì sao? Vì cái số 2 càng lớn hơn 1 ạ. Alpha bằng 2 lớn hơn 1 đây này. Mình viết ở trên này này, tích phân suy dựng loại 1 đây này. Alpha bằng 2 lớn hơn 1. Cho nên ấy, cái tích phân này hội tụ. Cái tích phân thứ 2 này hội tụ rồi. Ta xét cái tích phân thứ nhất này thôi. Ta xét tích phân thứ nhất nhé. Thì các bạn xem là nếu như mà P trừ 1 mà lớn hơn hoặc bằng 0 thì cái này có phải là tích phân suy rộng không? Không. Không, đúng không? Nếu P trừ 1 mà lớn bằng 0 thì nó không phải là tích phân suy rộng. Thì ta cũng coi như nó hội tụ đấy, vì kết quả nó là số thực. Còn nếu P trừ 1 mà nhỏ hơn 0 thì nó là tích phân suy rộng. Và cái hàm dưới dấu tích phân này này
nó sẽ tương đương với hàm nào khi x dần đến không cộng? Các bạn? X mũ P. X mũ P trừ 1 đấy. Nhân E mũ chữ X thì tương đương với hàm nào? X mũ bao nhiêu? Khi x dần đến không cộng. Tích phân thứ hai này là xong rồi nha, hội tụ rồi nha. Giờ ta xét tích phân thứ nhất này. Nếu P trừ 1 mà lớn hơn hoặc bằng 0 thì đây là tích phân xác định rồi. Nó hội tụ, kết quả là số thực. Còn nếu P trừ 1 nhỏ hơn 0 thì đây sẽ là tích phân suy rộng. Bởi vì cái x này dần đến không cộng nhá, mà nó mũ một số âm lên ấy thì giới hạn nó bằng dương vô cực. Còn chỗ này thì giới hạn bằng 1 rồi. Thì cái này sẽ tương đương với 1 trên x mũ 1 trừ p. X dần đến không cộng. Đúng không? Nào bạn nào nói tại sao nó tương đương với 1 trên x mũ 1 trừ p? Vì 1 trên e mũ x khi x dần đến không cộng mũ 1. Ừ, dần đến 1. Thì khi x dần đến không cộng thì cái này nó sẽ dần đến 1. Cho nên cái này nó tương đương với cái này. Thế mà cái tích phân của cái 1 trên x mũ 1 trừ p dx ấy, tích phân từ 0 đến 1 của cái này này thì nó chỉ hội tụ khi nào? Bé hơn 1. 1 trừ p bé hơn 1. Bé hơn 1. Nên là thế mà tích phân từ 0 đến 1, 1 trên x mũ 1 trừ p dx này, bằng tích phân từ 0 đến 1 này, 1 trên x trừ 0 1 trừ p dx. Để chúng ta đưa nó đúng về cái dạng này. Đó. Thì nó chỉ hội tụ khi 1 trừ p nhỏ hơn 1. Tức là p lớn hơn 0. Thế tóm lại là cái tích phân loại 2 này này, hội tụ khi nào? Nếu P lớn hơn hoặc bằng 1 thì nó hội tụ rồi. Còn nếu P lớn hơn 0 nhưng mà nhỏ hơn 1 thì nó cũng hội tụ. Vậy là chỉ cần điều kiện gì? P lớn hơn 0, P lớn hơn 1 ạ. P lớn hơn 0. Lớn hơn 0. Hội tụ khi và chỉ khi P lớn hơn 0. Còn cái tích phân thứ hai kia kìa, cái tích phân mà có cận vô cực kia thì nó hội tụ tại mọi p rồi. Cho nên tích phân đã cho hội tụ nếu p lớn hơn không, phân kỳ nếu p nhỏ hơn bằng không. Những trường hợp phụ thuộc tham số thì chúng ta thường xét nó cũng hơi khó hơn. Em thưa cô, em vừa bị mất mạng xong.
Cái này mình ghi xong chưa nhỉ? Cái này các bạn ghi xong rồi gì? Vâng. Chú ý này, tích phân suy rộng cả hai loại, tức là với cận vô hạn và có cực điểm đấy, có các tính chất tương tự tích phân xác định. Ta nhắc lại là ví dụ như tích phân có f cộng g bằng tích phân của f cộng tích phân của g này, tích phân lambda f bằng lambda tích phân của f này. Nếu mà f nhỏ hơn bằng g trên cái khoảng này thì tích phân của f nhỏ hơn bằng tích phân của g này, rồi tách cận này. Thứ hai này, khi xét sự hội tụ hoặc tính, khi xét sự hội tụ hoặc tính tích phân suy rộng cả hai loại, cũng có thể dùng phương pháp đổi biến số và phương pháp tích phân từng phần. Khi xét sự hội tụ hoặc tính tích phân suy rộng cả hai loại, có thể dùng phương pháp đổi biến số và phương pháp tích phân từng phần. Được chưa? Ví dụ, xét sự hội tụ và tính trong trường hợp hội tụ tích phân suy rộng sau. Xét sự hội tụ và tính trong trường hợp hội tụ tích phân suy rộng sau. Y bằng tích phân từ âm vô cực đến 0 của xm của xx. Nếu người ta chỉ bảo chúng ta là xét sự hội tụ thôi, thì mình cũng có thể là chỉ dùng các định lý xét sự hội tụ hoặc là mình tính. Mình tính xong rồi, ấy, kết quả là số thực, thì mình nói là nó hội tụ. Nhưng mà cho người ta bảo là xét sự hội tụ và tính ấy, trong trường hợp hội tụ, tức là ở đây mình phải xét sự hội tụ trước, sau đó mình tính sau. Xét sự hội tụ trước dựa vào các định lý. Nhưng mà chúng ta lại chỉ có các cái định lý mà có liên quan đến dương vô cực, đúng không? Cho nên ta sẽ đổi biến để đưa về cận là dương vô cực. Đổi biến để đưa về cận là dương vô cực. Đặt x bằng trừ t. Đặt x bằng trừ t thì đổi biến này thì phải đổi vi phân và đổi cận. X bằng trừ dt. X bằng âm vô cực thì t bằng bao nhiêu? Dương vô cực ạ. Dương vô cực. X bằng 0, t bằng 0. Mình thay vào này. Y sẽ bằng này. Tích phân theo biến t. T sẽ từ dương vô cực đến 0 này. Mình thay bằng trừ t, e mũ x thay bằng e mũ trừ t, dx thay bằng trừ dt. Như vậy này, y sẽ bằng trừ tích phân từ 0 đến dương vô cực t e mũ trừ t dt. Chỗ này không có dấu trừ gì cả.